Là người Việt Nam, ai cũng tự hào là con rồng cháu tiên, là những thế hệ tiếp nối của ông cha. Dù ai đi ngược gì xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3, xin mời quý vị cùng dành thời gian để cùng tham dự vào buổi lễ thiêng liêng lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương được tổ chức vào ngày Chủ nhật ngày 14 tháng 4 năm 2019 tại trụ sở cộng đồng. Và chương trình được bắt đầu vào lúc 12 giờ trưa ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng tham dự với chúng tôi để tưởng nhớ về Quốc tổ Hùng Vương. Giờ đây, hình ảnh dân Việt ta hương nơi xứ người là nỗi niềm rai rứt, dai dẳng trong tâm hồn chân chính yêu quê hương. Và trong nắm ấm của đất trời hiu xanh, chúng con xin đốt nén hương để hâm nóng lương tri nhân loại, và cũng xin được nhắc lại lời di chúc của Minh Quân Đại Đế Trần Nhân Tông. Ngài đã dạy rằng một tấc đất của tiền nhân để lại cũng không được để lọt vào tay kẻ khác. Lễ vật chi nghi, cảm chiêu cốc vũ, quốc tổ vua hùng hiển linh. Nhớ ngày quốc tổ, lễ vật tâm thành, quỳ trước linh vị, thấu đầu khấn bái. Người Việt tha hương, nơi đất khách quê người, dâng hương trước ánh nhiệt, công đức đời đời không xiết. Cung khủng, đức quốc tổ hùng vương, linh thiêng chứng giám. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày giỗ tổ Hùng Vương, là con dân nước Việt thì ai cũng có trách nhiệm, nhiệm vụ của chúng ta cũng là tới cúng bái với những vị anh hùng đã có công giữ nước và dựng nước. Và năm nay thì đặc biệt là chúng tôi cũng muốn có một cái gì đó thay đổi mới, là nữ nhi cũng không thua gì nam nhi. Chúng ta sẽ cúng lễ và hồng yến được mà mời làm chánh tế cùng với các chị đã có những cái ngày phải đi tập dượt trước, và ngày hôm nay phải được là rất là nhiều người khen thì các chị cũng làm rất là đúng với những nhịp nhàng và không có bị có một cái gì sai sót. Cái sự thành công của ngày giỗ tổ hôm nay không phải là một riêng hội đồng đại diện cộng đồng mà được góp sức của tất cả nhiều người. Nhân đây Hồng Miễn xin cảm ơn tất cả những người đã tới đây cũng như là những người đã đóng góp cho cái buổi lễ ngày hôm nay được thành công tốt đẹp. Đối với em là người Việt Nam, mình mang dòng máu Việt Nam, thì dù cho mình đi đến đâu và ở bất cứ nơi nào trên thế giới, mình cũng luôn luôn nghĩ về cái cội nguồn của mình là đất Việt Nam. Và em rất là tự hào là ở nơi chúng ta đang ở có một cái cộng đồng Việt Nam rất là vững mạnh, và em tự hào và luôn luôn lúc nào em cũng ủng hộ. Em tha thiết kêu gọi tất cả những người con dân Việt Nam chúng ta, bất cứ nơi nào cũng chúng ta cũng luôn luôn quan tâm và nghĩ về cái dân tộc Việt Nam. Mỗi người cất lên tiếng nói để mà làm sao giải thể được chế độ cộng sản Việt Nam, cho người dân Việt Nam của chúng ta sớm có ngày được tự do và hạnh phúc. Đối với chúng tôi và gia đình chúng tôi là con dân Việt Nam, mặc dù sống xa quê hương nhưng mà ngày giỗ tổ là ngày rất là quan trọng, tại vì có tổ tiên mới có đất nước mình ngày hôm nay. Và lại nhất là hơn bao giờ hết trong cái giai đoạn này là tàu cộng xâm chiếm, làm sao để xin hồn thiêng sông núi tổ tiên dẫn dắt cho mình, để cho mình khôn ngoan để bảo vệ dân tộc, còn con cháu mình sau này nữa. Quý vị, vừa rồi là những hình ảnh do nhóm phóng viên của Đài Việt TV Ái Nghiệm và Dư Lê ghi nhận trong buổi lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương được tổ chức tại trụ sở cộng đồng người Việt quốc gia tại thành phố Houston này. Ái Nghiệm rất là cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Mến chúc cho quý vị có một ngày an lành, bình an và tràn ngập may mắn. Khi chúng cùng thành